Thầy Park chính thức nhận lời quay lại đội tuyển Việt Nam sẵn sàng nghênh chiến Indo 26 tháng 3, người hâm mộ cả nước đông tinh. Kính thưa quý khán giả, bóng đá Việt Nam đang chìm trong màn đêm sau chuỗi kết quả thất vọng nặng nề của đội tuyển quốc gia dưới thời huấn luyện viên Châu Sia. Làn sóng chỉ trích, phản đối và đòi hỏi sa thải huấn luyện viên Châu Sia từ cộng đồng người hâm mộ và các nhà tài trợ lớn hơn bao giờ hết. Ông Châu Sia kế thừa huấn luyện viên Park Hang-seo quá thuận lợi với một bộ khung ổn định một vé dự vòng chung kết Asian Cup, một bảng đấu thuận lợi ở vòng loại thứ hai World Cup nhờ được xếp nhóm 2, nhưng ông ta tự cao tự đại, bảo thủ, cố chấp, trình độ có hạn, nếu như không nói là kém cỏi nên đã đạp đổ tất cả. Chắc còn lâu Việt Nam mới lại có được những điều này. Theo nhiều nguồn tin từ nội bộ đội tuyển, trưa nay ngày 23 tháng 3, VFF đã tổ chức họp khẩn ban chấp hành tại Hà Nội. Tại đây, các đại biểu đã tiến hành biểu quyết về tương lai huấn luyện viên Tchoucer, 11 trong tổng số 16 thành viên bỏ phiếu ủng hộ phương án chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên Tchoucer ngay lập tức. Nói về quyết định chia tay với ông thầy người Pháp, phía liên đoàn đã cho biết đây không phải là sa thải mà là chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và nguyên nhân theo như VFF đưa ra là bởi huấn luyện viên Tchoucer đã không xây dựng lối đá phù hợp với con người lực lượng hiện có. Đây là lý do không có trong điều khoản hợp đồng khi hai bên đặt bút ký nên huấn luyện viên Châu hoàn toàn có thể yêu cầu VFF phải đến bù hợp đồng. Đến hôm nay, 23 tháng 3, hai bên vẫn chưa giải quyết được vấn đề khi huấn luyện viên Châu Sia đưa ra điều kiện không tưởng. Theo đó, ngoài yêu cầu phải trả hết toàn bộ số tiền hợp đồng, ông Châu Sia còn đòi phía VFF phải bồi thường cho huấn luyện viên người Pháp này cả tương lai sau đó. Theo lập luận của ông Châu Sia, ông tin chắc sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia trong trận lượt về vòng loại thứ hai World Cup 2026 diễn ra ngày 26 tháng 3 tới và ông ấy sẽ đưa bóng đá Việt Nam đến World Cup 2026. Lúc ấy vị huấn luyện viên này sẽ tiếp tục được tái ký hợp đồng. Liên quan đến vấn đề này, Bầu Đức lên tiếng sẵn sàng chi trả toàn bộ số tiền đền bù hợp đồng với huấn luyện viên Châu để đuổi thằng cổ huấn luyện viên này. Về phía ban chấp hành VFF cũng đã thống nhất sẽ mời huấn luyện viên Park Hang-seo làm huấn luyện viên tạm quyền đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam trước mắt. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tức tốc bắt tay vào công việc dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu trận lượt về vòng loại thứ hai World Cup 2026 với Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình diễn ra ngày 26 tháng 3 tới. Thực tế, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn luôn theo dõi, ủng hộ các học trò dù chia tay đội tuyển Việt Nam đã lâu. Theo đó, dù bận việc, nhưng vị chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn dành thời gian để theo dõi các học trò cũ thi đấu qua sóng truyền hình trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với Indonesia tối 21 tháng 3 và hình ảnh đã được con trai ông Park chụp lại đăng tải trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ khi xem khoảnh khắc này cũng bày tỏ nỗi nhớ và mong muốn huấn luyện viên Park Hang-seo có thể quay trở lại dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Theo tiết lộ của tờ MSN của Hàn Quốc Vị huấn luyện viên xứ Kim chi đã nhận được lời đề nghị khó lòng từ chối từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF để trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam nhưng chỉ với vai trò là huấn luyện viên tạm quyền. Tờ báo Hàn Quốc tiết lộ, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã mời huấn luyện viên Park Hang-seo trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này với mức lương là 70.000 đô la Mỹ một tháng. Tuy nhiên, ông Park chỉ hào hứng với vai trò tạm quyền. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ hỗ trợ Liên đoàn bóng đá Việt Nam dẫn dắt đội tuyển quốc gia thi đấu trận lượt về vòng loại thứ hai World Cup 2026 gặp kinh địch Indonesia, diễn ra vào ngày 26 tháng 3 tới. Ông Park sẽ cầm quân tới khi nào VFF tìm được người thay thế ông Chosir. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết họ chấp nhận mọi yêu cầu của huấn luyện viên Park Hang-seo. VFF sẵn sàng đưa ra đề nghị khó lòng từ chối. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã gặt hái thành công rực rỡ cùng đội tuyển Việt Nam trong 5 năm. Do đó, việc bổ nhiệm huấn luyện viên người Hàn Quốc là con đường tắt giúp cứu vãn tình thế đang suy tàn của bóng đá Việt Nam dưới bàn tay của Châu Sia. Ông Park có thể giúp đội tuyển Việt Nam vươn lên đỉnh cao trong thời gian ngắn và là phương án chữa cháy hoàn hảo cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam vào lúc này. Tờ báo này cũng dẫn lời một quan chức ở VFF cho biết, chúng tôi cố gắng mời huấn luyện viên Park Hang-seo trở lại với đội tuyển. Bây giờ tất cả chỉ chờ quyết định cuối cùng của ông ấy huấn luyện viên park hang seo đã trở lại dẫn dắt đội tuyển việt nam thì bóng đá việt nam sẽ là chúa tể đông nam á và các đội châu á cũng phải dè chừng vì cách ông park huấn luyện rất bài bản và khoa học đội tuyển quốc gia không phải là nơi để thử nghiệm như châu siêu đã làm vấn đề là cầu thủ việt nam cũng không dở mà cách huấn luyện và chiến thuật của ông châu dở tệ thôi chẳng có đường nét hay bài bản gì không hiểu sao vff lại thuê ông này Giá trị của huấn luyện viên Park Hang-seo cao vì Việt Nam đang xuống dốc không phanh khi ông Park ra đi. Các đội tuyển khác như Indonesia hay Trung Quốc đều nhận ra điều đó. Trưa nay 23 tháng 3, chia sẻ với truyền thông Việt Nam, người đại diện của huấn luyện viên Park Hang-seo, ông Lee Jun cho biết, tài chính không phải là mục tiêu lớn nhất với huấn luyện viên Park Hang-seo khi trở lại dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Ngược lại, Huấn luyện viên Park Hang-seo cảm thấy may mắn khi được Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đặt niềm tin và mời ông trở lại dẫn dắt đội tuyển. Huấn luyện viên Park Hang-seo hứa hẹn và cam kết về nghĩa vụ và trách nhiệm của mình với tư cách là huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ông Park sẽ dốc toàn tâm toàn lực vực dậy đội tuyển quốc gia và phục thù Indonesia trong trận đấu ngày 26 tháng 3 tới đây trên sân Mỹ Đình. Huấn luyện viên Park Hang-seo bày tỏ quan điểm rằng đội tuyển Việt Nam cần một huấn luyện viên mới. Thay ông Châu thì bóng đá Việt Nam mới có một tương lai tươi sáng hơn. Phát biểu của người đại diện Lee Dong Jun trên tờ Ocean News của Hàn Quốc hiện nhận được rất nhiều sự quan tâm không chỉ với dư luận tại Việt Nam mà còn với người hâm mộ trên khắp Đông Nam Á. Đến tận hôm nay, VFF mới dám thừa nhận ký hợp đồng với Châu là sai lầm, sa thải lập tức. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cuối cùng cũng đã lên tiếng thừa nhận rằng Việc ký hợp đồng với huấn luyện viên Philippe Coutinho từng được coi là một bước đi chiến lược, nay lại trở thành sai lầm thế kỷ trong lịch sử phát triển của bóng đá Việt Nam. Quyết định này được đưa ra sau một loạt các kết quả không như mong đợi cùng với phản ứng tiêu cực từ phía người hâm mộ và dư luận, đặc biệt sau chiến dịch không thành công tại các giải đấu quốc tế, nơi đội tuyển Việt Nam không chỉ thất bại về mặt kết quả mà còn về phong cách thi đấu và tinh thần chiến đấu. Từ khi nhậm chức, huấn luyện viên Coutinho được kỳ vọng sẽ mang lại một luồng gió mới cho bóng đá Việt Nam với lối chơi hiện đại, táo bạo. Tuy nhiên, thực tế lại chứng kiến một bức tranh đối lập hoàn toàn. Đội tuyển dưới thời của ông không những không cải thiện được lối chơi mà còn cho thấy sự xa sút về mặt tinh thần và kỹ thuật. Các quy định về nhân sự và chiến thuật của Chelsea liên tục trở thành đề tài tranh cãi, từ việc loại bỏ những cầu thủ kỳ cựu đến việc áp dụng những chiến thuật không phù hợp với bóng đá Việt Nam. Sự không hài lòng đã được bày tỏ rõ ràng qua các cuộc biểu tình của người hâm mộ, làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội và thậm chí là sự tẩy chay từ các nhà tài trợ. Điều này đã buộc VFF phải xem xét lại quyết định của mình, dẫn đến việc cuối cùng thừa nhận rằng việc bổ nhiệm Châu Sier là một sai lầm. VFF đã bày tỏ lòng tiếc nuối về quyết định này và thừa nhận rằng dù có những kỳ vọng ban đầu nhưng hợp đồng với huấn luyện viên Philippe Châu Sier không đáp ứng được mục tiêu và kỳ vọng của bóng đá quốc gia. VFF cũng nhấn mạnh rằng Tổ chức này sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc từ vụ việc và cam kết sẽ thực hiện những thay đổi tích cực trong tương lai để đảm bảo rằng bóng đá Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ, bền vững và gắn kết hơn với người hâm mộ. Sự thừa nhận này của VFF đã mở ra một chương mới cho bóng đá Việt Nam với hy vọng rằng những sai lầm trong quá khứ sẽ là bài học quý báu giúp định hình lại tương lai của bóng đá nước nhà. Giờ đây, ánh mắt của sự lạc quan và niềm hy vọng đang dần trở lại với người hâm mộ Việt Nam dư luận đang kỳ vọng vào một kỷ nguyên mới với những quyết sách sáng suốt hơn những bước đi chắc chắn hơn trong việc xây dựng và phát triển bóng đá quốc gia hướng tới việc tạo dựng một đội tuyển mạnh mẽ đoàn kết và đầy tự hào phản ứng từ cộng đồng người hâm mộ sau thông báo của vff là một sự kết hợp giữa sự nhẹ nhõm và mong chờ nhiều người cảm thấy được giải tỏa khi những vấn đề và bất cập đã được nhìn nhận và công nhận một cách công bằng đồng thời sự mong đợi đối với việc cải thiện và đổi mới cũng đang tăng cao, với hy vọng rằng bóng đá Việt Nam sẽ không ngừng tiến bộ, vượt qua những thách thức để vươn tới những đỉnh cao mới. Tuy nhiên, giữa niềm hy vọng còn là những thách thức đang chờ đợi VFF và bóng đá Việt Nam. Quy định sa thải huấn luyện viên Châu Xìa chỉ là bước đầu tiên trong quá trình cải tổ và phát triển. Bây giờ, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào việc lựa chọn người kế nhiệm cũng như xây dựng một lộ trình phát triển bóng đá bài bản, khoa học và bền vững. VFF cần phải chứng minh rằng họ có thể học hỏi từ quá khứ và thực hiện những quyết định đúng đắn để không chỉ khôi phục niềm tin từ người hâm mộ mà còn đưa bóng đá Việt Nam tiến xa hơn trên trường quốc tế. Trong thời gian tới, việc xây dựng một chương trình đào tạo trẻ, tìm kiếm và phát huy tài năng cùng với việc đặt ra những mục tiêu rõ ràng và khả thi sẽ là những bước đi tiếp theo mà VFF cần tập trung. Người hâm mộ đang chờ đợi và cả thế giới đang nhìn vào để xem liệu bóng đá Việt Nam có thể viết nên một chương mới, một chương của sự phát triển, thành công và tự hào. Đội tuyển Việt Nam đi từ nỗi đau này tới nỗi đau khác chỉ trong vài tháng trở lại đây. Hơn ai hết, huấn luyện viên Châu Sia phải là người chịu trách nhiệm sau thất bại của đội bóng trước Indonesia. Một con số không tròn chính đã khái quát màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Indonesia trên sân Bung Karno tối qua 21 tháng 3. Không lần dứt điểm trúng đích và không lần việt vị điều đó có nghĩa rằng sự uy hiếp của đội tuyển việt nam lên khung thành của indonesia gần như không có con số biết nói ấy đủ làm nhói đau trái tim của những người hâm mộ việt nam đó là con số đáng báo động với những chiến binh sao vàng nhiều người tự hỏi từ bao giờ chúng ta lại trở nên tội nghiệp như vậy khi đối đầu với indonesia phải chăng thời kỳ hoàng kim đã trôi qua như một cơn gió buộc đội tuyển trở về thời kỳ trước khi huấn luyện viên park hang seo xuất hiện một hình ảnh mong manh thường thấy của đội tuyển việt nam lại xuất hiện và khi nhiều người vẫn say mộng thành công của đội bóng hai trận thua liên tiếp trước indonesia là cái tát đủ đau để họ trở về thực tại khốc liệt hơn rất nhiều lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển việt nam hai lần thất bại liên tiếp trước đối thủ này không thể xem trận thua indonesia trên sân bùng các nô là tai nạn bởi chỉ cách đây vài tháng đội tuyển việt nam cũng thua theo cách như vậy Mặc dù hai bàn thua của Rồng Vàng đều xuất phát từ những sai lầm cá nhân, nhưng nó là kết quả của hệ thống đội hình không tốt. Có cảm tưởng như đội tuyển Việt Nam chưa có sự chuẩn bị tốt nhất về chiến thuật cũng như tâm thế chiến đấu trong cả hai trận đấu với Indonesia. Cảm giác này từng xuất hiện khi đội bóng thi đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Tuy nhiên, đó là khi chúng ta đụng độ với những đối thủ rất mạnh, còn giờ đây đội tuyển Việt Nam run rẩy ngay cả khi gặp một đối thủ từng dưới cơ như Indonesia. Sau trận thua đau xót ấy, đội tuyển Việt Nam vẫn có một người lạc quan, đó là huấn luyện viên Châu Xìa. Ông thoải mái tươi cười, bắt tay các cầu thủ Indonesia sau trận đấu. Ngồi trong phòng họp báo, chiến lược gia người Pháp lại thoải mái nói về sự lạc quan vào tương lai. Thế nhưng bất cứ ai cũng hiểu, sự lạc quan chỉ tồn tại nếu có tín hiệu tích cực xuất hiện. Đáng buồn, điều đó lại không xuất hiện trong từng đôi chân của tuyển thủ Việt Nam thời điểm này. Có một điều khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy ngạc nhiên, đó là việc huấn luyện viên Châu Sier để hàng loạt cầu thủ kỳ cự như Quang Hải, Tiến Linh, Văn Toàn, Tấn Tài, Văn Thanh ngồi trên băng ghế dự bị để tin dùng hàng loạt cầu thủ ít kinh nghiệm. Thậm chí Đình Bắc đang chịu án kỷ luật tại câu lạc bộ vẫn được vào sân. Sẽ có thắc mắc rằng liệu trang huấn luyện viên Châu triệu tập những cầu thủ cũ được tin dùng dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ để đủ mâm tất nhiên mỗi huấn luyện viên có cách dùng người của riêng mình miễn sao hợp chiến thuật nhưng ngay cả với những con người quen thuộc đội bóng của huấn luyện viên châu Xìa vẫn thi đấu như thể đâm vào ngõ cụt không có tính gắn kết không bài bản không có miếng đánh cụ thể không thể cho rằng huấn luyện viên người pháp thiếu thời gian ông đã ngồi ghế nóng ở đội tuyển việt nam một năm đó không phải là thời gian ngắn trước đó vị huấn luyện viên này còn có hai năm làm việc ở việt nam trong công tác đào tạo trẻ có một điều lo ngại hơn cả thất bại trước Indonesia, đó là việc đội tuyển Việt Nam không có tính kế thừa phù hợp. Vẫn biết nhiều trụ cột dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo không còn ở đỉnh cao hoặc mới tìm lại phong độ, nhưng thế hệ mới lại chưa thay thế tương xứng. Độ tuổi trung bình của đội tuyển Việt Nam ra sân trước Indonesia là 25,3, tức là họ sắp bước vào độ chín của sự nghiệp. Không thể gọi lứa cầu thủ Việt Nam ra sân trong trận đấu với Indonesia là trẻ nữa. Hãy nhìn sang đối thủ, đội hình chính ra sân của họ chỉ có độ tuổi trung bình 21,9 và chỉ có duy nhất Jacob Sajuri trên 25 tuổi. Trong khi huấn luyện viên Châu Xìa vẫn đang loay hoay thử nghiệm lứa cầu thủ của mình thì Indonesia đã chạy rất nhanh với thế hệ cầu thủ U23. Điều đó cho thấy bóng đá Indonesia có vẻ đã chạy trước Việt Nam. Sự đi xuống này do huấn luyện viên Châu Xìa không thể lắp ghép đội hình đủ mạnh hay đội tuyển Việt Nam thiếu tính kế thừa. Chưa ai có thể trả lời ngay lúc này chỉ có một điều chắc chắn, thời gian và sự kiên nhẫn không đợi huấn luyện viên Châu Sier. Hơn ai hết, ông cũng hiểu rằng kết quả quan trọng thế nào trong bóng đá. Nếu tiếp tục thất bại trước Indonesia trên sân Mỹ Đình vào ngày 26 tháng 3, huấn luyện viên Châu chắc chắn bị sa thải. Bộ mặt hoàn toàn bạc nhược của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia tối qua khiến đa số người hâm mộ buộc phải chất vấn về nhiều quyết định khó hiểu của huấn luyện viên Philippe Chausier. Những quyết định khó hiểu của huấn luyện viên Chelsea trước Indonesia. Màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trong 90 phút tại Bùng Các Nô tối qua có thể gói gọn trong hai từ. Thất vọng. Thất bại với tỷ số tối thiểu, không phản ánh hết được những gì đã diễn ra. Đoàn quân của huấn luyện viên Philippe Chosir hoàn toàn lép vế so với đối thủ và thể hiện lối chơi thiếu sức sống. Đội bóng áo trắng không tạo ra cơ hội nguy hiểm, thậm chí không có nổi cú giữ điểm trúng đích nào về phía khung thành Indonesia và sau mỗi thất bại của đội bóng, huấn luyện viên trưởng luôn là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Huấn luyện viên Philippe Chausier đang phải đối mặt với những áp lực lớn hơn từ người hâm mộ. Trên khắp các diễn đàn bóng đá hay các trang mạng xã hội xuất hiện không biết bao nhiêu những ý kiến bức xúc hay những lời chất vấn của các fan dành cho vị chiến lược gia người Pháp. Những quyết định nhân sự của ông trước Indonesia khiến đa số cảm thấy thực sự khó hiểu. Trên hàng công, huấn luyện viên Chausier cất những cái tên chất lượng trên băng ghế dự bị như Tiến Linh, Văn Toàn hay Quang Hải. Thậm chí, Quang Hải còn không được thi đấu dù chỉ một phút, ngay cả khi đội tuyển Việt Nam hoàn toàn bế tắc và gần như cạn kiệt ý tưởng tấn công. Điều đáng nói, bộ bà này đang có phong độ tương đối cao. Quang Hải ngày càng tìm lại phong độ với 5 bàn thắng ở V-League. Tiến Linh có cho mình 4 pha lập công, còn Văn Toàn cũng để lại dấu ấn với 3 lần sút tung lưới đối phương. Thay vào đó, nhà cầm quân 69 tuổi lại đặt niềm tin vào những nhầm mạnh dũng hay đình bắc. Nhầm Mạnh Dũng mới chỉ có một bàn thắng tại V-League 2023-2024. Còn Đình Bắc chưa có nhiều thời gian thi đấu sau quãng thời gian bị kỷ luật nội bộ ở câu lạc bộ chủ quản. Nơi hàng thủ, huấn luyện viên Châu Siêu tiếp tục trao cơ hội cho những trò cưng như Phan Tuấn Tài hay Minh Trọng và rồi cả hai mắc lỗi khiến đội tuyển Việt Nam nhận bàn thua duy nhất trước Indonesia. Điều đáng nói, đây chẳng phải lần đầu tiên những cái tên này cho thấy những vấn đề và hạn chế của mình. Nhưng cả hai vẫn được huấn luyện viên Châu Sia ưu ái. Và mọi chuyện ra sao thì ai cũng đã rõ. Lâu lắm rồi đội tuyển Việt Nam mới gây thất vọng lớn như vậy với người hâm mộ. Huấn luyện viên Châu Sia rốt cục đang nghĩ gì? Chẳng phải tới giờ huấn luyện viên Châu Sia mới phải đối mặt với những hoài nghi. Điều tương tự cũng đã từng xảy ra khi đội tuyển Việt Nam thua Indonesia 0-1 tại Asian Cup. Khi ấy, đội tuyển Việt Nam cũng thể hiện lối chơi bạc nhược và nhà cầm quân người Pháp cũng bị chỉ trích rất nhiều khi không cho Hùng Dũng ra sân phút nào trong bối cảnh đội nhà để đối phương áp đảo. Đáng tiếc thay, mọi chuyện chẳng được cải thiện, thậm chí nó còn chuyển biến xấu hơn. Sau thất bại 0-1 trước Indonesia tối 21 tháng 3, huấn luyện viên Châu Sia khẳng định ông hài lòng về màn trình diễn của toàn đội. Nhưng chẳng ai biết điều huấn luyện viên sinh năm 1955 hài lòng là gì khi đội tuyển Việt Nam không những không tấn công nổi mà lại còn tự mắc sai lầm để đối thủ ghi bàn đã hơn một năm kể từ ngày huấn luyện viên châu xìa chính thức tiếp quản đội tuyển việt nam ông luôn nhấn mạnh muốn xây dựng lối chơi kiểm soát bóng để có thể sớm sánh vai với những ông lớn hàng đầu khu vực nhưng sau tất cả những kỳ vọng từ người hâm mộ giờ đây đang được đổi lại bằng sự thất vọng to lớn hàng loạt câu hỏi được đặt ra dành cho huấn luyện viên châu xìa và có lẽ chỉ ông mới là người biết rõ câu trả lời chính xác nhất